Dạ, em xin chào các cô chú, anh chị và bạn. Hôm nay em chia sẻ về cái bu ly sắt phía sau của nồi tay ga nha cô chú anh chị. Thì cái bu ly sắt như thế này, ở trên đây á nó sẽ có cái con tán nè, có lò xo mình bỏ vô rồi tới cụm bố cô chú anh chị. Cụm bố là như thế này nè, mình bắn lên rồi mình xiết con tán lại là coi như cụm bố là như thế này. Thường thì mình bỏ qua cụm bố nha cô chú anh chị, thì mình nói về cái cụm bu ly sắt thôi. Thì nhiều cô chú anh chị hiện giờ nó đang nổi trên những cái TikTok nữa là những cái bạc đạn trà, là người ta sẽ phay bỏ cái chỗ này nè, người ta gắp cái bạc đạn trà vô để coi nó có công dụng gì không á cô chú anh chị. Thì mình sẽ phân tích cho cô chú anh chị theo cái cách mình hiểu, nên á, nhà thiết kế của Nhật á, người ta đã tính toán hết rồi. Thì cô chú anh chị không có nên làm thay đổi kết cấu. Đa số những anh em mà nghiên cứu á, hay gọi là nghiên cứu á, thì mới làm những cái phần đó thôi. Còn mình thì làm theo hãng nha cô chú anh chị. Thì cái bạc đạn trà bỏ vô đây thì mọi người đi xe tưởng đâu là đưa cái bạc đạn trà vô để cho nó quay tròn như vậy á, để cho nó nhả trớn cho thật nhanh á, cho nó nhả trớn á cho thật nhanh, là sai nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị không có hình dung được là cái cụm này là nó bắt chết nha cô chú anh chị, nên không thể nào sử dụng bạc đạn trà mà nó sẽ nhả trớn được cho cô chú anh chị. Nhả trớn là như thế nào? Nhả trớn là khi mà bu ly nó dìa hết như thế này rồi, cụm bố ba càng nó sẽ thu dìa. Cụm bố ba càng nó sẽ thu, nó dùng á, khi mà vận tốc mà dưới 15 km/h thì á, nó sẽ rút được ba cái càng này vô. Khi đó nó không còn bám vô cái chuông nữa thì bắt đầu xe mới trôi trớn được nha cô chú anh chị. Mọi người nào cố tình làm á, nó nhả trớn sớm á, thì nên đi cái lò xo nặng lên, lò xo nhỏ rồi nè, nặng lên thì nhả trớn sớm thì nó sẽ ảnh hưởng những cái khác nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mình phân tích cái chỗ mà đi bạc đạn trà như thế này cho cô chú anh chị xem. Thì á, nhà thiết kế người ta đã tính chuẩn rồi, thì đối với Suzuki nè, người ta còn bắt chết nha cô chú anh chị. Còn là cái lò xo này nè, người ta còn làm cái móc, người ta bắt chết vô cụm bố, người ta không cho dịch chuyển luôn. Rồi Attila là một cái hãng cũng danh tiếng, người ta làm bắt chết luôn nha cô chú anh chị. Có Honda, Yamaha thì không có làm bắt chết thôi, nhưng mà người ta đã tính toán rồi, không có nên đi những cái bạc đạn trà như vậy. Khi cắt vô á nó sẽ lệch, khi mà lắc qua lắc lại cái này nó sẽ đá vô thành nha cô chú anh chị, nghĩa là không có cái gờ này chịu nè, nó sẽ đá vô thành đá vô đây. Thì lên á, lên gà xuống gà, lò xo đá vô thành này thì nó sẽ kêu, còn người ta làm trụ sẵn thì nó không có nhúc nhích được cái lò xo. Để cho thì á, mình biết cô chú anh chị đang suy nghĩ là gắn cái bạc đạn trà vô để nó xây tròn vậy, không có xây được nha cô chú anh chị. Tại vì bản thân cái mảnh này nè, cái mảnh này gọi là má, cái mảnh bu ly di động này nè, di động ga vô nè, thì nó đã bắt chết. Để mình lấy ra cho cô chú anh chị xem, nó sẽ bắt chết. Thì cô chú anh chị có gáp bạc đạn trà như thế nào á thì nó cũng đâu có qua, mấy con này nó đang phá chết. Trừ khi cô chú anh chị nghĩ đơn giản là cô chú anh chị không, cái bu ly mà không có xài những cái này á thì nó sẽ quay tròn. Cái này làm sao mà quay tròn được cô chú anh chị? Không có quay tròn được, nên gấp cái bạn chàng vô là cô chú chị đang đi sai và phá vỡ kết cấu của kỹ sư thiết kế, không chà được nha cô chú chị, đâu có chà gì được nè. Thì nó cái nhiệm vụ của nó trượt ra trượt vô theo cái rãnh xéo này theo mình hiểu là khi nè cô chú chị để ý nè, giống như cái mặt bố mình để vô nè, khi mình tăng tốc nè thì ở tốc độ bình thường, ở cái tải bằng phẳng không cái lực tải ổn định thì nó cứ ga vô ở cái khoảng vậy thôi. Nè, mình này đâu có xây tròn được cô chú anh chị, đâu có xây tròn được đó, đâu có xây nè. Mình cho ga vô luôn, mình lấy nè cô chú anh chị thấy nó không có ga vô được. Trừ khi á, nhà thiết kế mà không làm ba con này á, thì á, cái lắp các bạn bạc đạn trà là đúng nha cô chú anh chị. Thì mình giải thích cho cô chú anh chị hiểu, tại bạc đạn trà đưa vô mà bạc đạn trà là nó khô, nó gạo thêm nha cô chú anh chị, nó rất là khó chịu. Chứ không có cái vấn đề nè cô chú anh chị thấy nè, mình lấy cái chụp bu ly ra rồi nó cứ trượt như đây, thì cái cách gì mà khi á, mà tốc độ thì nó đã khóa chết giữa cụm bố và cái chuông, nghĩa là cái này liền khối nha cô chú anh chị, không dịch chuyển được. Thì cắt trớn kiểu gì cô chú anh chị thì không cắt trớn được nha cô chú anh chị. Mình đang, các anh em đang giống như là gọi là lùa gà. Kỹ sư, một số cô chú anh chị mình nói là những anh am hiểu kỹ thuật, kỹ sư Suzuki và SVM người ta còn định vị chết cái đầu, một đầu lò xo vô đây, một đầu lò xo vô bố, để người ta mượn cái lực xắn, ngẫu lực xắn của lò xo để
cho nó hồi dây cu ro gì nhanh hơn. Mượn cái ngẫu lực xoắn của lò xo, khi mà mình hạ ga người ta sẽ cho hồi cái xe gì nhanh hơn thôi. Nhanh chứ tốc độ vừa phải, chứ không phải cô chú anh chị nghĩ giống như xe hơi là buộc là chạy phải cài số vậy đó, không có cắt trớn để giữ cái xe mình nó được an toàn. Còn á, cái chuyện cắt trớn là sai bét nha cô chú anh chị, không có cắt trớn gì được. Cắt nè, mình nó chỉ trượt ra trượt vô đúng cái khu này, nghĩa là ở một cái góc độ như thế thôi. Mà cái gảnh trượt này nè cô chú anh chị biết không, ở tốc độ bình thường á thì nó trượt ra trượt vô ngon lành, mà ở cái tải nặng thì cái lực dây cu ro, cái lực cây ro nó kéo tới thì á, nếu tải nặng thì thằng này nè nó phát hiện ra bánh xe của chú anh chị tải nặng, thì thằng này nè cô chú anh chị nè, thí dụ như đang tải bình thường thì nó ra nè, tải nặng thì một cái thằng kia nó đứng yên, giống như bánh xe mình nó bị ghi lại, thì thằng này tự động nó sẽ gây ro, nó sẽ quét thằng này, nó gịch gì nó ép lấy tỷ số truyền lớn nhất để tăng tốc qua khỏi cái lực kéo, cái lực nặng, lực lên dốc đó hoặc là cái lực trì đó thì nó mới trả về vị trí ban đầu cho cô chú anh chị. Đó là cái kỹ thuật mình hiểu. Thì cô chú anh chị không có nên lắp những bạc đạn trà. Thì đây nè, tại sao mình nói mình có bán những cái chốt chặn này nha cô chú anh chị. Đối với mình kiểm những cái bu ly này nè mà nó còn đẹp như thế này, thì cô chú anh chị kiểm những cái đường này luôn. Cái đường này nó phải đều như thế này, đều như thế này. Thì cô chú anh chị nên giữ lại. Thì cái độ ồ này là cái độ trượt, nó buộc phải trượt lên trượt xuống mềm mại. Thì đa số mình thấy những viên bi trong đây nè, đây là những viên bi, rồi cái chốt chặn nó mòn nó khuyết thì nó gây ra độ lắc rất là nhiều. Thì cái xe mình cũng không mượt được, thì mượt thay mới là mượt, nhưng mà cô chú anh chị muốn cứu chữa lại thì thay đây nè, đây có một cái sim, đây cái sim và đây có cái port nè, port trên và port dưới, nghĩa là cô chú anh chị sẽ thay những cái port đó rồi vô mở bò chịu nhiệt lại nha cô chú anh chị. Thì hiện giờ mình đang có bán mở bò chịu nhiệt, mình khuyên thật lòng cô chú anh chị mua cái hũ mở bò chịu nhiệt này, hôm nay nó rẻ rồi, có 115.000 rồi nửa ký cô chú anh chị xài không có hết nổi đâu. Đây là mình đặt chính hãng, mình quen bạn có mã số, mình đặt chính hãng thì á, cái nhiệt đúng cái mở bò này á thì để vô mới được nha cô chú anh chị. Nè, mở bò chịu nhiệt thì nó rẻ ngang với mở bò bình thường của mình rồi, thì cô chú anh chị mua để vô mà một cái hũ gì nửa ký nè cô chú anh chị xài rất là lâu mới hết được. Thế là mình khuyên chân thành cô chú anh chị nên làm cho đúng cách kỹ thuật, và mình hiểu rồi, mình mong cô chú anh chị hiểu rồi, chia sẻ cùng anh em là cái bạc đạn trà nó vô nghĩa, nó không, nó sai, nó không có gút, nó không có giúp cắt trớn gì được nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị rồi mà có một cái clip mình sẽ giải thích cô chú anh chị sao cắt trớn được là lên ga xe run. Nếu cô chú anh chị cố tình mà cắt trớn ở cái dải 30 cây số, mình hạ ga xuống nó trôi xe liền là nó sẽ rần xe. Khi cô chú anh chị nhấp lên lại thì mình sẽ có một cái clip giải thích sau. Thì hôm nay mình giới thiệu bán những cái sản phẩm đó, thí dụ như chốt chặn và cái dòng điện. Thì chốt chặn đây mình bán chính hãng không cô chú anh chị, nhà mình là bán chính hãng, mình quay sơ cho cô chú anh chị xem nồi tay ga là chính hãng không nha cô chú anh chị. Nói chung là sắp lớp mình thì bán những cái mặt hàng chính hãng, mình làm mình không nhận xe là do mình làm theo giống như mình lực mình bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Đây là những cái viên bi tròn tròn mà ở trong cái đó đó cô chú anh chị. Đây rồi, tiếp theo đây là những cái chốt chặn. Thì mình á thấy mòn quá mình thay, tại vì mình bán nó rẻ lắm cô chú anh chị, hình như chưa tới mấy chục ngàn đâu, hình như mấy chục ngàn á, dưới 50.000 hay gì đó, nói chung khoảng 50.000 bộ đi. À, ba cái con này nè, vì cô chú anh chị chốt chặn với cái dòng bi á, cô chú anh chị bỏ vô là ok rồi. Mình không biết cái nào nha cô chú anh chị. Đây thì một bộ của nó gồm có, mình lấy cho đúng, nó rẻ lắm cô chú anh chị, mà biết sao bán mấy cái này á cô chú anh chị. Mình mong cô chú anh chị lấy cùng bộ nồi, còn bán từng cái thật ra mình đóng gói không có lời, nên nhiều khi mình không có bán được cô chú anh chị. Nhiều khi cô chú anh chị á nói mình, nhiều khi mình rối dữ lắm cô chú anh chị, nhiều khi mình nghe điện thoại một ngày cũng nhiều, mà nhiều cô chú anh chị mình giao tới cái nói cái dên lỏng dên này dên kia mình cũng bực, chứ thì không nhận thì trả hàng. Đây cô chú anh chị là cái người mua, mình bán là hàng chính hãng rồi. Đây là cô chú anh chị, đây là chốt chặn nè, giờ nó mình thay vô. Còn mình giới thiệu thêm mấy cái port nữa nha cô chú anh chị, thì một bộ của nó là như vậy, rồi mình thay vô thôi, mình nhớ kiểm đồ cho đàng hoàng hả thay vô nha cô chú anh chị. Thì tay ga mình đủ hết nha cô chú anh chị, mà hôm nay mình lo cái mảng xe số nhiều quá, dần mình sẽ chuyển qua cái mảng ga. Rồi đây nha cô chú anh chị,
Rồi tiếp theo những cái phốt buli thì nó chia làm hai dòng phốt buli lớn và phốt buli nhỏ nha cô chú anh chị. Đây là cái vòng điểm nè. Cái vòng điểm là cái vòng như thế nào mình cho cô chú anh chị xem luôn. Cái vòng điểm là cái vòng hai cái sim nè, chính hãng như cô chú anh chị. Thì sim chính hãng nó chịu được nhiệt nè và nó chịu được sức nóng, sức ép đồ như cô chú anh chị. Là sim chính hãng, là hai cái sim nhỏ nhỏ đây nè. Rồi thêm cái phốt nữa. Đây, phốt buli. Phốt buli là cái này cô chú anh chị, hai cái phốt. Thì nó có hai dạng phốt lớn và phốt nhỏ thôi. Trong xe máy có hai dạng phốt lớn và phốt nhỏ đối với Honda. Đó. Thì vậy nha cô chú anh chị mua hàng hoặc là mua nguyên cụm luôn. Nếu làm biến làm thì mua nguyên cụm luôn cũng được cô chú anh chị. Mua nguyên cụm luôn. Còn anh em thì mình nên mua những cái hũ bảo bò chịu nhiệt nè, mình làm cho nó có cái tâm đắc của mình cô chú anh chị.